VCD xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn và tụi mình cùng khám phá một thành phố xinh đẹp của nước Nga nhé. Đó là thủ đô Moscow, nơi có những công trình nguy Nga kết hợp với các nét văn hóa truyền thống. Những con sông êm đềm, những đại lộ xa hoa hay những con đường rợp bóng hàng cây. Những buổi chiều đông tuyết trắng xóa phủ kín cả những con đường, những hàng cây bạch dương trơ trụi lá, sắc vàng mùa thu in hằn lên những mặt hồ gợn sóng trong công viên. Những chiếc lá vàng úa ngập cả lối đi của tu viện Novodevichy. Điện Kremlin uy nghiêm cùng với quảng trường đỏ in dấu vết của thời gian nhưng vẫn đẹp đến nao lòng với những lượt khách phương xa. Tên gọi của thành phố được viết và đọc theo nhiều cách khác nhau. Trong tiếng Nga là Moscow, với phiên âm tiếng Việt đọc là Moscow, còn trong tiếng Anh đọc là Moscow. Moscow ban đầu được thành lập vào năm 1147 với tư cách là một thị trấn nhỏ và đã phát triển trở thành một thành phố thịnh vượng, hùng mạnh. Từng là thủ đô của Đại Công quốc Moscow. Khi Đại Công quốc Moscow phát triển thành nước Nga Sa Hoàng, Moscow vẫn là trung tâm kinh tế và chính trị trong phần lớn lịch sử của Sa Hoàng. Khi Sa Hoàng được cải tổ thành đế quốc Nga, thủ đô được chuyển từ Moscow đến Saint Petersburg vào năm 1712 và nó tồn tại trong hai thế kỷ. Vào tháng 3 năm 1918, Lenin đã dời thủ đô trở lại Moscow. Thành phố được đưa trở lại làm trung tâm chính trị của Nga Xô Viết và Liên Xô. Khi Liên bang Xô Viết giải thể, Moscow vẫn là thủ đô của Liên bang Nga cho đến ngày nay. Thủ đô Moscow nằm bên sông Moscow, thuộc khu vực trung tâm Nga. Trên thực tế, khu vực này nằm ở phía Tây và bên phần châu Âu của nước Nga. Moscow là thành phố lớn nhất nước với diện tích khoảng 2.500 km2, dân số khoảng 12 triệu người. Với lịch sử hơn 800 năm, thành phố đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh và một trong những cuộc chiến tranh quan trọng và nổi tiếng nhất của thành phố cũng như của nước Nga là trận chiến Moscow. Trận Moscow là một trong những trận đánh lớn nhất trong chiến tranh Xô Đức và Thế chiến thứ hai vào cuối năm 1941 và đầu năm 1942. Với quân số và vũ khí tham chiến hết sức đông đảo, trận quyết chiến này kéo dài tới 7 tháng. Đây là trận đánh giữa quân đội Xô Viết với quân đội Đức Quốc xã vì mục tiêu giữ thành phố Moscow. Trận này có tầm quan trọng bậc nhất cả về quân sự, chính trị, mang tính chất xoay chuyển thế cục trong Thế chiến thứ hai. Trong tính toán của Hitler và Bộ Tư lệnh Tối cao Quốc xã, một khi Moscow thất thủ thì chuyện tồn tại của Liên Xô chỉ còn có thể tính từng ngày. Thế nhưng đạo quân hung hãn đó đã bị đánh chặn ngay tại cửa ngõ thủ đô Moscow. Chiến dịch Barbarossa còn được gọi là cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô. Kế hoạch quân sự chính trị này chứa đựng những tham vọng lớn nhất của Hitler và phát xít Đức bị phá sản hoàn toàn bắt đầu vào mùa đông năm 1941. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, phát xít Đức đã sử dụng một đội quân khổng lồ với hơn 5,5 triệu lính và sĩ quan, gần 4.300 xe tăng và 5.000 máy bay chiến đấu, hơn 47.000 khẩu pháo và khoảng trên 200 tàu chiến các loại cùng các phương tiện chiến tranh khác ào ạt tấn công Liên Xô. Quân Đức chiếm ưu thế hơn hẳn so với quân đội của Liên Xô, về quân số gấp 1,8 lần, máy bay chiến đấu thế hệ mới gấp 3,2 lần, xe tăng hạng trung và hạng nặng gấp 1,5 lần. Ưu thế này còn tăng lên gấp bội trên các hướng tiến công chủ yếu của địch. Hitler chủ trương tiến hành chiến tranh chớp nhoáng nhằm bao vây và tiêu diệt các lực lượng chủ chốt của Hồng quân Liên Xô trước khi mùa đông đến. Phát xít Đức đã tấn công Moscow vào ngày 30 tháng 9 năm 1941 bằng 74 sư đoàn, 14.500 khẩu pháo súng cối, 1.700 xe tăng và khoảng 1.400 máy bay. Với ưu thế về quân số và vũ khí, quân Đức đã phá vỡ một thành vành đai phòng thủ của Hồng quân Liên Xô, tràn tới ngoại ô Tula, cửa ngõ Moscow. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ Moscow ít hơn quân Đức, chỉ có 7.600 khẩu pháo, súng cối, 900 xe tăng, 677 máy bay bố trí tại 4 tuyến phòng ngự. Nửa đầu tháng 11 năm 1941, tình hình Moscow rất nghiêm trọng nên được cả nước chi viện để bảo vệ thủ đô. Ngày 7 tháng 11 năm 1941, lễ duyệt binh kỷ niệm cách mạng tháng 10 vẫn được tổ chức tại quảng trường đỏ, bất chấp bom đạn của quân Đức. Giữa tháng 11, quân Đức phát động đợt tấn công dữ dội với 51 sư đoàn, có 14 sư đoàn xe tăng và 8 sư đoàn cơ giới, nhưng không thể phá vỡ tuyến phòng thủ vòng trong bảo vệ Moscow.
Đến đầu tháng 12 năm 1941, nhiệt độ hạ thấp xuống âm 45 độ C. Dù lường trước được sự khắc nghiệt của mùa đông Liên Xô, khả năng tiếp tế hạn chế, buộc Đức phải ưu tiên cung cấp nguyên liệu và đạn dược, bỏ qua áo rét cho binh lính. Họ tin rằng sẽ chiếm được Moscow trước khi mùa đông tới. Đúng lúc này, Liên Xô điều động 18 sư đoàn tinh nhuệ từ Siberia về Moscow để bảo vệ thủ đô. Đây là lực lượng được huấn luyện bài bản, trang bị tốt, sẵn sàng hoạt động trong mùa đông khắc nghiệt. Từ ngày 5 tháng 12 năm 1941, Hồng quân chuyển sang phản công, quân đoàn Liên Xô chọc thủng phòng tuyến quân Đức một cách dễ dàng. Vũ khí Đức bị đóng băng, binh lính cũng bị lạnh cống, có người bị dính chặt vào vũ khí. Các binh sĩ Đức sống sót chỉ còn có thể bất lực đứng nhìn đối phương xuất hiện như những bóng ma trong sương mù và tuyết trắng. Tháng 1 năm 1942, cuộc phản công tiến về phía Tây, giải phóng hoàn toàn vùng ven Moscow cùng hàng chục thành phố khác. Trận đánh bảo vệ Moscow của Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt khoảng nửa triệu quân Đức, phá hủy 1.300 xe tăng, 200 khẩu pháo, 15.000 ô tô quân sự. Với sự thất bại hoàn toàn của chiến tranh đánh nhanh thắng nhanh, hay còn gọi là chiến tranh chớp nhoáng, Đức Quốc xã buộc phải chấp nhận tiến hành chiến tranh tiêu hao kéo dài với đối thủ là cường quốc rộng lớn nhất thế giới, với tiềm lực chiến tranh ngày càng được huy động mạnh hơn. Chiến thắng Moscow là bước ngoặt xoay chuyển thế cục trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Thất bại lớn đầu tiên của quân đội Đức Quốc xã ngay trước cửa ngõ Moscow đã báo trước một kết cục thất bại của phát xít Đức trong toàn bộ cuộc chiến tranh. Lần đầu tiên, các chiến binh vô địch của Hitler đã phải tháo chạy trước một đối thủ quật cường. Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu với tất cả sự kiên trì, nỗ lực và quả cảm. Cùng với thất bại trong trận không chiến tại Anh quốc, thảm họa Moscow, một thất bại mà người Đức không thể tưởng tượng đến, cho thấy nền đệ tam đế chế Đức đã bắt đầu xuống dốc ngay khi đã đạt tới đỉnh cao của mình. Moscow là một thành phố liên bang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chính trị, khoa học của Nga và Đông Âu. Thủ đô Moscow là một trong những nền kinh tế đô thị lớn. Trung tâm kinh doanh quốc tế Moscow là một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Âu và thế giới. Moscow là thành phố có số lượng tỷ phú cao nhất ở châu Âu và xếp thứ 3 trên thế giới. Thủ đô Moscow là trung tâm văn hóa của Nga với rất nhiều bảo tàng, học viện, nhà hát và các tổ chức chính trị. Thành phố là nơi tọa lạc của một số di sản thế giới và nổi tiếng với rất nhiều công trình kiến trúc, đặc biệt là các tòa nhà lịch sử như nhà thờ St. Pietro, Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin. Moscow là nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty tài chính và công nghệ lớn. Thủ đô được phục vụ bởi một mạng lưới trung chuyển toàn diện, bao gồm 4 sân bay quốc tế, 9 nhà ga đường sắt, một hệ thống xe điện, một hệ thống tàu điện một ray ở Moscow, và đáng chú ý nhất là Moscow Metro, hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất ở châu Âu và là một trong những hệ thống vận chuyển đẹp và hành tráng nhất thế giới. Moscow được xem là một trong những thành phố xanh nhất thế giới với các khu rừng, công viên. Khoảng không xanh hiện nay chiếm tới 50% diện tích tại đô thị này. Diện tích cây xanh cao rất nhiều so với thành phố khác như London, có diện tích cây xanh là 26%, Paris là 21%, và Bắc Kinh con số này chưa tới 4%. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên khi đến Moscow là màu xanh tươi mát. Mỗi phố lớn đều có 4 hàng cây xanh, chỉ cần rời chân khỏi đại lộ, rẽ lối nhỏ dẫn đến những khu rừng ngay trong nội đô Moscow là bạn đã nghe rộn ràng tiếng chim ca. Đi trên những con đường đó, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào rừng sâu, ở một nơi rất xa đô thị, mặc dù chỉ cách dòng xe cộ nườm nượp có khi vài trăm mét. Du khách thường hay bị ngạc nhiên bởi số lượng lớn các công viên, vườn hoa ở Moscow. Thủ đô của Nga có đến hàng trăm công viên. Tại một số công viên, bạn có thể nhìn thấy hải ly, sóc, chồn và các loài chim sống dưới nước. Trong các công viên luôn luôn có các sự kiện được tổ chức như lễ hội, buổi hòa nhạc hay là ngày lễ. Mùa thu vàng của nước Nga từ lâu đã rất nổi tiếng trên khắp thế giới qua những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Levitin. Cứ đến độ tháng 10 hàng năm, trên khắp mọi nơi trên đất nước Nga, cây cối lại như được phủ dưới một lớp áo màu vàng rực rỡ. Tại thủ đô Moscow, trong những ngày này, dưới ánh nắng thu óng ả, sắc vàng của mùa thu lại trở nên rực rỡ và huyền ảo. Thời tiết tại thành phố này có nền nhiệt ấm áp và khá ôn hòa. Tại mỗi thời điểm khác nhau, bạn sẽ có cảm nhận được những nét đẹp riêng và đặc trưng theo từng mùa.
Có thể thời gian tuyệt vời nhất để du lịch Moscow là vào mùa hè và mùa thu từ tháng 5 đến tháng 10. Tuy nhiên, nếu bạn chịu được sự giá lạnh lên tới âm 25 độ C để cảm nhận vẻ đẹp của đường phố ngập trong sắc trắng của tuyết hay trải nghiệm hiện tượng đêm trắng của nước Nga, thì hãy tới đây vào mùa đông nhé! Quảng trường đỏ được xem như là trung tâm của thủ đô Moscow nói riêng và Nga nói chung. Quảng trường nổi bật với màu sắc đỏ đặc trưng và phong cách kiến trúc Nga độc đáo với cách bố trí và trang trí họa tiết khác lạ chỉ có thể tìm thấy ở xứ Bạch Dương. Quảng trường tồn tại và chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của nước Nga, từ các cuộc nội chiến cho tới chiến tranh thế giới. Nơi đây cũng là địa điểm tổ chức của các cuộc diễu binh lớn của đất nước. Vào năm 1991, quảng trường đỏ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Quần thể điện Kremlin nằm ở trung tâm Moscow trên đồi Boros và nằm ngay bờ trái của dòng sông Moscow thơ mộng. Đây từng là nơi các nhà vua Nga ở và điều hành công việc triều chính. Hiện điện Kremlin vẫn là nơi đặt các cơ quan đầu não của Nga và cũng là nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng. Bên cạnh vai trò chính trị quan trọng, thì điện Kremlin cũng là địa điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch ở Moscow. Quần thể cung điện là một tổ hợp lớn bao gồm cung điện, nhà thờ, tường thành, pháo đài và tháp Kremlin với tầm nhìn ra quảng trường đỏ. Bên trong cung điện là sự xa hoa lộng lẫy với những bức tường mạ vàng, những chiếc đèn chùm khổng lồ, những bậc thang bằng đá cẩm thạch hay những hành lang kéo dài như mê cung vô tận. Cung điện Kremlin chính là một trong những kiệt tác kiến trúc tráng lệ của nước Nga. Nhà thờ lớn San Pedro, lâu đài cổ tích trên quảng trường đỏ. Tới tham quan Moscow, bạn không thể bỏ qua nhà thờ lớn San Pedro, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thủ đô nước Nga. Thánh đường San Pedro có tuổi đời hơn 500 năm, nổi bật trên quảng trường đỏ với những bức tường, mái vòm sặc sỡ với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, được gắn với những cây thánh giá thiêng liêng. Khi vào bên trong, bạn sẽ còn ngỡ ngàng hơn bởi vô vàn các chi tiết được trang hoàng trên các bức tường cũng như các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vô cùng bắt mắt. Tham quan nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế nằm dọc theo bờ sông Moscow và chỉ cách điện Kremlin vài dãy nhà. Đây là địa danh hấp dẫn khách du lịch nhờ kiến trúc thiết kế ấn tượng cũng như lịch sử lâu đời. Nhà thờ chính ban đầu được xây dựng để tưởng nhớ chiến thắng của Nga trước Hoàng đế Pháp Napoleon vào năm 1812 và để tôn vinh những người lính đã hy sinh trong trận chiến ấy. Năm 1958, nhà thờ này được cải tạo thành hồ bơi Moscow và nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế được xây dựng lại vào năm 1997. Khám phá Moscow với rất nhiều điều thú vị là một hành trình đáng nhớ phải không các bạn? Nếu như các bạn yêu thích video mà tụi mình làm thì đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để đón xem những thành phố tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!